Ngày 31 tháng 10, theo nguồn tin của phóng viên, Công an tỉnh Nông đã làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hải, gọi tắt công ty Tân Hải, thuộc thành phố Cà Mau, Cà Mau. Được biết, công ty Tân Hải trực thuộc Công đoàn Cơ sở Văn phòng tỉnh ủy Cà Mau. Trước đó, Văn phòng tỉnh ủy Cà Mau đã có văn bản dạng trả lời báo chí liên quan đến việc công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Hương, công ty Mỹ Hương, Sóc Trăng, do đại gia Trịnh Sướng làm chủ, cung ứng xăng dầu cho công ty Tân Hải. Cụ thể, trước đây công ty Mỹ Hương là đơn vị cung ứng xăng dầu cho nhiều nơi và công ty Tân Hải đã nhận xăng dầu từ công ty của đại gia Trịnh Sướng để bán lại. Việc nhận xăng từ công ty trên được thực hiện đúng theo điều khoản của pháp luật. Ngoài ra, khi nhập kho, công ty Tân Hải đã tiến hành lưu mẫu theo điều khoản và tầm thường xuyên được Sở Khoa học Công nghệ test mẫu đạt mới nhập vào kho. Mặt khác, số lượng xăng dầu của công ty cũng được chi cục kiểm định đo lường chất lượng Sở Khoa học Công nghệ kiểm định định kỳ, đột nhiên xuất theo điều khoản. Cũng theo văn phòng tỉnh ủy Cà Mau, sau khi biết công ty của đại gia Trịnh Sướng vi phạm trong quản sở doanh xăng dầu đã xong xuôi ngay hợp đồng. Như đã thông tin, tính đến ngày 5 tháng 6 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Nông đã khởi tố 23 bị can bao gồm Trịnh Sướng trong vụ án sản xuất và sắm sửa xăng dầu giả. Bên cạnh đó, công an đã tạm giữ 3.264.281 lít dung dịch các loại, trong đó có 2.183.604 lít hỗn hợp đã pha chế phân thành xăng giả.